Chiều nay ngày 22 tháng 6, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng sau Phan Haidao Hiwan và phu nhân nhân dịp đến nhận công tác tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy chúc mừng và chào đón Tổng lãnh sự sau Phan Haidao Hiwan đến nhận công tác tại Đà Nẵng. Là người có nhiều năm gắn bó và làm nhiệm vụ công tác ngoại giao tại Việt Nam, Bí thư Thành ủy tin tưởng Ngài Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối, tiếp tục vun đắp phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt-Lào nói chung, cũng như giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào nói riêng. Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và chúc Ngài Tổng lãnh sự có nhiệm kỳ công tác thành công. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Sophan Haidao Hiwan, cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố và nhấn mạnh, bản thân cảm thấy vinh dự khi đến nhận công tác tại Đà Nẵng, thành phố đáng sống có sự phát triển nổi bật. Ngài Tổng lãnh sự khẳng định, trên cương vị của mình sẽ gắn bó với thành phố và góp phần vun đắp, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong suốt thời gian qua.